Chào các bạn đến kinh xem cách 24 giờ. Ý-sách-tư 135, lột xác theo cái sai thẩm mỹ, đi cùng với cái dàn tay lấy thời thượng. Cái chiếc Ý-sách-tư 135 dọn hôm nay thuộc cái dòng đời từ 2009 đến 2010 vô cùng nổi tiếng, được cho máy trang bị phần con tay để tăng cái cảm giác thể thao khi lái xe. Cái mẫu xe này được săn đón vì ngoại hình không bao giờ bị lỗi thời. Riêng cái bản dọn hôm nay đã được nâng tầm ngoại hình bằng một cái dàn tay lái vô cùng thời thượng. Thiết kế cái phần đầu lồi của dự án nguyên bản, người thực hiện cái chiếc xe hôm nay đã đem tính nét đẹp thời thượng cho nó bằng cách chuyển đổi cho mình cái bờ cột của Sinbad, cái đầu dẹp gắn cái chó đèn LED 2 tầng của Sinbad tạo ra cái luồng ánh sáng mạnh hơn so với bóng đèn halogen nguyên bản. Cái xe anh trước thì đến từ của Sinbad, nó sắc sảo hơn theo cái mẫu mã của cái dòng lịch sinh nhanh Raton X100 ở Hy Lạp. Lực thắng dàn chân trước thực hiện cường hóa bởi heo của Phanomdip 2bit kết hợp cùng với phần đĩa thắng của TPT đường kính là 220. Cái dàn chân sau cũng rất nổi tiếng với cái mâm của Jupiter BT7 1.4. Riêng cái mâm sau đã được đặc biệt trau chuốt bằng những chi tiết như càng thắng inox, ốc tăng sinh inox hay cù đĩa sinh vân. Chưa dừng ở đó, dàn chân sau còn lên cái hộp Âu Linh cái mã là QA761 sinh ra dành riêng cho cái chiếc là X100 độ, nên có thể lắp đặt cũng rất dễ dàng, chưa kể còn thay đổi cái hiệu năng nhún nhảy theo hướng y mái và ổn định hơn vì tia phục vừa nó dày hơn xin, vừa có thêm bình dầu khí nén hỗ trợ trong quá trình giảm sóc. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng em ấy lần nữa nhé. Wido dọn cực đẹp, làm cho nhiều anh em thèm thuồng với một cái style của phù hồ. Cái chiếc Wido hôm nay là một cái dòng xe nhập khẩu được nhiều anh em và bạn trẻ ở Việt Nam rất là tin tưởng vì cái kiểu dáng góc cạnh thể thao, nhưng có lẽ những trang bị nguyên bản vẫn chưa làm người chủ hài lòng. Hôm nay anh ta quyết định biến cái con xe cơ của mình thành một trong những bản dọn đắt đỏ. Cái chiếc Wido hôm nay sẽ cho mình cái cụm thắng tay con của Alin đời mới nhất với dưới ngoài thẩm mỹ, nhưng giá của cặp này chỉ ở mức trên dưới 2 triệu, một mức giá cực kỳ hợp lý so với cái độ đẹp mắt cùng với hiệu năng mà chúng đã mang lại. Hướng tới phong cách gọn nhẹ, người chủ lựa chọn cái ống dầu của Batamoto chứ không phải là những cái bình dầu có cái phần hơi rườm rà. Ống dầu này nó vừa nhỏ gọn nhưng có một cái thế đứng của nó cũng rất là ngộ nghĩnh. Có thể tận dụng cho mình hai cái chức năng ưu tiên và vaccine thì con xe hôm nay có cụm công tắc của Z900 gắn vừa khích với phần nhựa, không để lộ một cái khoảng hở trông cũng rất thẩm mỹ. Nhàm chán với kiểu demi xin thì người chủ đã lựa chọn cho mình một cái dòng demi mới nhất thay đổi cái màu trên cái điện thoại. Ngoài ra nó còn thể tùy chỉnh được những cái hiệu ứng là cực kỳ thú vị. Cái phục của LCM ti vàng được trang bị để khắc phục những cái nhược điểm quá yếu đuối của phục xin. Ngoài ra nó còn có một cái cặp mâm Tracer 8 cây màu trắng gắn lên cái dàn chân, nó nhìn sáng hơn khá nhiều. Nhân vật chính hôm nay vẫn là cái con heo của Rainbow logo đỏ, nhưng có công năng tối ưu cái phần hiệu sức thắng chiếc xe, đảm bảo an toàn tối đa cho người dùng. Vị trí phục trước có sự hiện diện của cái dòng LCM, dĩ nhiên cái phục sau không hề để xin, nên cái chiếc xe hôm nay đã lên luôn cái phục Âu Linh cho chiếc xe có một cái sự nhún nhảy là y mái, phù hợp nhu cầu khác nhau của người chủ. Với cái ống xả 4 Ross nổi tiếng trong thế giới tay ga hiện nay, nó góp phần làm chiếc xe cũng khá đẹp. Âm thanh của nó ở những cái nước ga đầu là cực kỳ chạm ấm, còn những cái nước ga giữa và cuối thì cực kỳ phấn khích. Tiếp đến ta còn thấy được cái che các nước Titan, nhiệm vụ hạn chế là các đá quăng vào nâng cao tuổi thọ các nước. Cái chiếc xe hôm nay đến từ một cái xưởng độ đến từ Quảng Danh, một cái xưởng là nghệ sĩ độ xe cực kỳ tâm huyết với những cái lĩnh vực độ chế. Chúc các bạn thấy cái chiếc xe này thế nào? Cảm ơn các bạn đã giải tiếp này để chi tiết, nhớ like, share, subscribe.